Tất cả đại chúng, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Dung, trưởng ban điều hợp, có đôi lời để giới thiệu Hòa Thượng đến từ nước Úc xa xôi. Với tâm nguyện mà Hòa Thượng đã đến đây với tất cả đại chúng, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên cạnh một vị thầy rất ốm. Có phải không quý vị? Là một vị thầy rất tướng. Tướng gì? Tướng hảo. Chẳng tràn phổ tay đi. Hòa Thượng Quán Ba là bậc sư huynh của chúng tôi. Và trong khóa tu học này, chúng tôi gửi tất cả những thư mời Chư Tôn Đức Tăng Ni, không chỉ riêng Hoa Kỳ mà các châu, Úc Châu, Tân Tây Lan, Canada, cũng như toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni ở Âu Châu, để xin cầu nguyện và chú nguyện cho khóa tu được thành công, cũng như quang lâm chứng minh, hộ niệm và giảng dạy cho khóa tu học của chúng ta. Hòa Thượng Thích Quảng Ba chắc là ít người chúng ta không biết Ngài, hầu hết ai cũng biết Ngài lắm. Đặc biệt là Phật tử Việt Nam tại hải ngoại. Ngài là Phó Hội Chủ cho Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Tân Tây Lan, Úc Đại Lào và Tân Tây Lan, là một nhân vật của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, hoạt động trên nhiều bình diện khác nhau, từ văn hóa, xã hội và đặc biệt là con đường phục hoạt do Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở trong nước, mà Ngài không từ nan bất cứ mọi khó khăn cũng như tốn kém nào để đến các chính giới Mỹ, Úc Châu, Canada và Âu Châu. Thật là một phước báo lớn lao cho chúng con. Ngài đến đây sau chuyến đi dài cứu trợ ở Nepal, rồi đi một vòng sang Âu Châu vậy, rồi bê sang Mỹ, rồi tới đây, rồi Ngài đi Âu Châu nữa không Ngài? Rồi xong rồi Ngài đi Âu Châu nữa, nhưng Ngài hứa một điều, khoan đến Niết Bàn, thưa Ngài ha. Và để khỏi mất thì chủ đề hôm nay Hòa Thượng gửi đến cho đại chúng chủ đề quan điểm của Phật giáo về bạo động và thiết lập hòa bình. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn. Sau đây, xin tất cả chúng ta cùng chắp tay để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần trước khi Ngài bắt đầu cho thờ nói chuyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Chúng con cùng thỉnh Chư Tôn Đức an tọa, xin mời vị Phật tử an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Trưởng Lão, chứng minh Chư Tôn Giáo Phẩm, các hội đồng và Chư Tôn Đức có mặt tại khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 5. Trước khi cho tôi được có một ít trình bày về một vài ý kiến thô thiển của đề tài do khoa học giao, thì cho tôi trách ông sư đệ này một chút rồi đã. Thưa quý vị, dĩ nhiên là tôi cũng rất mong muốn được đến thăm viếng để học hỏi cái cung cách tổ chức
giáo khóa Phật pháp giáo lý ở tại Bắc Mỹ do hai giáo hội lớn nhất trong hải ngoại đứng ra tổ chức, đó là giáo hội Hoa Kỳ và giáo hội Canada. Vì sao? Tuy là ở Âu Châu đã tổ chức được tới khóa thứ 27 và Úc Châu đã tổ chức được tới khóa 15, chỉ còn 3 tháng nữa là tới khóa thứ 16. Cũng mời quý vị nào nếu mà hâm mộ Phật pháp với đi du lịch Úc Châu thì chuẩn bị ghi danh cho coi chừng đóng sổ. Nhưng mà rõ ràng là không có ở đâu giống ở đâu, và không có ở đâu có thể nói là hơn kém. Ở đâu cũng có những cái nét đặc biệt. Thí dụ như ở đây có thể ra được tờ báo Chánh Pháp mỗi tháng, ở Úc và ở Âu Châu không làm được điều này. Vâng, thì bây giờ phải rút ngắn cho chúng tôi không có. Và chúng con xin cung thính đại, xin quý vị tung chứ quý vị cử tọa ngồi dậy để chúng ta cùng đón Hòa Thượng Trưởng Lão Ngài Quang Lâm chứng minh. Xin thỉnh Ngài lên trên khán đài chứng minh. Chúng con thâm tạ lòng từ bi lớn của Hòa Thượng Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Chánh Văn Phòng của Hội đồng Đại diện Hội đồng Giáo Phẩm đã đến để thương tưởng, để chứng minh cho chúng con. Cùng thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni an tọa. Bây giờ tôi mời Chư Phật tử an tọa. Quý vị nào ngồi trước là một cái lỗi đó nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi sang tới đây hai ngày đầu đi qua đi lại, tham dự và quan sát, học hỏi mọi thứ mà chưa nghe nói sẽ có cái gì hết. Tưởng là mình được khỏe một kỳ, không ngờ là tới ngày thứ ba Hòa Thượng Trưởng Ban đây thì tự nhiên kéo tôi ra là đưa tôi một cái đề tài vĩ đại vô cùng và nói là sư huynh phải lên nói một tiếng đồng hồ. Tôi nói cái đề tài này mà cho tôi một ngày tôi nói chưa hết, sao bắt tôi nói một tiếng được trời, biết nói làm sao cho hết được đây. Tuy nhiên thì cũng vâng lời cái ý chỉ của ban tổ chức. Chắc chắn là nói đùa vậy chứ thế nào cũng đã có ban tổ chức duyệt rồi, chứ không phải là chuyện riêng của Ngài Trưởng Ban. Tôi xin được dành vài chục phút sau đây để thảo luận với quý học viên. Không dám múa rìu qua mắt thợ đối với Chư Tôn Đức Tăng Ni. Các ngài là những bậc đã thông suốt hết rồi thì xin được lắng nghe và chỉ bảo thêm. Tôi xin được trao đổi với quý học viên một số ý kiến, một số thông tin và một số cảm nghĩ về cái chủ đề này. Và cũng vì chỉ có 60 phút và không có giờ cho quý vị đặt câu hỏi cho cái đề tài này, cho nên xin mời quý vị nào muốn đặt câu hỏi cho cái đề tài này thì đặt câu hỏi trong cái phần sau, tức là 10 giờ 15 đó, hoặc giả là email cho tôi thì trả lời sau. Chứ bây giờ mà có ít giờ quá mà bắt tôi dành lại mấy chục phút thì sẽ càng bế tắc hơn nữa, không biết làm sao nói cho hết. Xin thưa, cái đề tài của ban tổ chức muốn đưa ra là như thế này, chắc cho tôi xin đứng quá, ngồi nó hơi khó nói, là Phật giáo, những cái giải pháp của Phật giáo trước cái vấn đề xung đột và nền hòa bình của nhân loại. Và đây là một cái đề tài hết sức là nghiêm trọng và hết sức là thân thiết với cái nền tảng chánh pháp của chúng ta. Mới nghe qua thì sẽ có người vụt nghĩ rằng đây là một đề tài chính trị. Và chúng ta thường có cái ác cảm không hợp lý với cái chữ chính trị. Bởi vì rõ ràng trong cái chính trị thế tục thế gian thì nó rất là phức tạp. Có nhiều người thậm chí còn dùng cái chữ dơ bẩn nữa. Bởi vì trong chính trị thế gian, tranh vương đồ bá, hãm hại lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, lật đổ lẫn nhau để có thể nắm cái quyền chức cao trọng nhất trong một cái vùng nào đó, lãnh thổ quốc gia, hay thậm chí có những cái danh từ gọi là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xâm lược, chủ nghĩa thôn tính, chủ nghĩa thực dân, đủ loại từ ngữ để mà khen tặng lẫn nhau hay chỉ trích lẫn nhau hay chê bai lẫn nhau hết. Nó cũng xung quanh trong vấn đề là tranh giành quyền lực. Do vậy cho nên hầu hết chúng ta sẽ có một cái ác cảm, một cái thành kiến rất là nặng về cái chữ chính trị. Do vậy cho nên ai nấy cũng tìm cách để chối bỏ và trốn chạy và từ chối cái chữ chính trị. Và đó là cái điều chúng tôi không có phải bàn hôm nay. Tuy nhiên cứ nghĩ xem Đức Thế Tôn chúng ta, bây giờ cứ tạm nhận cái đoạn lịch sử này đi, chúng ta không có thời giờ để tranh luận. Từ một cái vị trí là một vị Bồ Tát hành đạo đã ba tăng kỳ kiếp, và từ một cái thế giới khác quyết định chọn vào cái xã hội Ấn Độ trong cái giai đoạn coi như là cũng có nhiều cái học thuyết, và cái xã hội Ấn Độ chia ra làm nhiều tiểu quốc khác nhau, tranh chấp giành giật lấn chiếm lẫn nhau. Nó cũng giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc ở Việt Nam, hay là thời
thập nhị sứ quân ở Việt Nam chúng ta vậy, ví dụ Nam Bắc phân tranh, tỉnh Nguyễn chẳng hạn, thì chắc chắn phải có một cái lý do gì đó, mà lý do đó không có gì khác hơn như chúng ta cứ tụng đọc hoài, ai cũng thuộc rồi, đó là khai thị chúng sinh, ngộ nhập Phật tri kiến, làm cho chúng sinh được giác ngộ, nhưng mà phải đi từng bước. Ban đầu phải đi con đường nhân thừa, hành trì năm giới để tạo việc tu tạo công đức, diệt đi những cái căn bản phiền não rõ nhất, dễ thấy nhất, rồi từng bước đi vào con đường thiên đạo, rồi tới Thanh Văn La Hán, rồi tới Bồ Tát, mới tới Phật Thừa. Không ai có thể bỗng thoáng chốc mà đi thành tựu được quả giác ngộ liền. Tất nhiên trên mặt lý thuyết thì có một tông nào đó, một thôi hay hai tông thôi, trong vô số tông hệ triết học Phật giáo có nói tới cái chuyện là hoát nhiên đại ngộ hay là tức khắc thành Phật. Những cái chữ đó, đó nó không có sai, nó có cái chỗ đúng trong đó, nhưng mà chắc có lẽ là chỉ để học hiểu thôi, chứ không biết là ai sẽ áp dụng được và ai sẽ chứng đắc được cái những cái công thức đó, cho nên hôm nay cũng không bàn cái chuyện đó. Và để cho một cái thế giới mà đầy dẫy khổ đau, tranh chấp hận thù như vậy đó, mà chọn và sinh vào một cái gia đình có cái quyền lực chính trị, rồi sau đó lại từ giã cái gia đình có quyền lực chính trị mà mình chuẩn bị kế vị ngôi vua cha để dùng những cái quyền lực chính trị để cai quản quốc gia, dân tộc. Mặc dù cái bộ tộc Sakya có thể là một bộ tộc khá nhỏ thôi, không có gì quá lớn. Sau cái cuộc thảm sát của vua Lưu Ly thì bây giờ ở Nepal người ta có thống kê lại được còn khoảng 50,000 người dòng tộc Sakya. Tới hôm nay 26 thế kỷ sau thì cũng còn. Mớn hoạt đơn một chút, kỳ rồi chúng tôi lãnh đạo dẫn đoàn ủy lạo cái trận động đất vừa rồi thì chúng tôi có nhờ một ngài hòa thượng, ngài đó cũng là dòng họ Thích Ca nữa, thì triệu tập giùm cho tôi 100 gia đình dòng họ Thích Ca sống ven lân cận thủ đô Kathmandu và có nhà cửa bị sập đổ để chúng tôi được thăm viếng, được chúc tụng và được tặng một chút quà. Cái quà này nó nằm ngoài dự trù trên 4,500 phần khác, và tôi có dịp để nhắc cho họ nghe, trong đó có nhiều người không phải là đạo Phật, họ vẫn giữ đạo Hindu, có một vài người theo Thiên Chúa, miễn là dòng họ Thích Ca thì mình mời tới, thì có 100 gia đình như vậy. Thì tôi có nhắc cho họ cái quá khứ lẫy lừng, cái danh vọng vượt trội và các cái bản thể cao thượng của dòng Thích Ca như thế nào một chút xíu, 15 phút trên trước cái sân chùa đó trước khi tôi tặng quà. Trở lại vấn đề, và thưa quý vị, cái sứ mạng, cái trách nhiệm, cái đại nguyện của Đức Phật chúng ta ra đời như vậy là nhằm đem lại sự thanh bình, an lạc cho cái xã hội con người. Nói rằng là đem lại sự giác ngộ cao thượng qua cái đoạn đường 53 phẩm vị Bồ Tát như trong Linh Lăng Nghiêm tả, hay là 10 ma la mật cho các vị Bồ Tát hành đạo suốt qua 3 tăng kỳ kiếp, hay là 8 chặng đường thánh quả A-la-hán, vân vân, thì hôm nay cũng không phải là chủ đề để nói, cho nên xin bỏ qua. Rõ ràng Đức Phật nhắm tới cái đối tượng quảng đại quần chúng bình thường trong xã hội. Cái hàng đệ tử giới xuất gia đó, chúng ta không có nghe nói rõ con số là bao nhiêu. Con số thường nghe không phải là con số đúng. Con số mang tính đại biểu thôi, 1,255 vị. Có nói rõ giáo đoàn nào mấy trăm người, giáo đoàn nào mấy trăm người, Bục Liên Xá Lợi Phất mỗi vị dẫn bao nhiêu, Đại Ca Diếp dẫn bao nhiêu, vân vân. Thì cuối cùng chúng ta có con số 1,255 vị A-la-hán. Nhưng mà không phải tất cả hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật thời ấy chỉ có bấy nhiêu vị. Nội ni đoàn không là chúng ta biết tới nhiều ngàn vị. Và tăng đoàn chắc chắn là nhiều gấp chục lần, nếu không nói là gấp trăm lần. Thì nếu như chúng ta cứ nhắm mắt phỏng tính đi là hàng xuất gia cho là 20,000-30,000 vị trong cái thời Đức Phật còn tại thế cho đến khi Ngài Niết Bàn, thì hàng tại gia cũng lên tới số triệu trong giai đoạn Đức Phật còn tại thế. Dĩ nhiên là cái âm hưởng, cái phong cách, cái sự giác ngộ, cái sự thông tuệ và ảnh hưởng rất lớn của Đức Phật đã làm cho rất nhiều nhà vua, rồi thương gia, rồi quan chức, rồi học giả, rồi lãnh đạo tôn giáo, quân lính, rồi nông dân, rồi giai cấp Thủ Đà La Hạ Tiện, vân vân, đều có những người đến với Đức Phật và quy y. Như vậy Đức Phật của chúng ta hóa độ bình đẳng. Nhưng mà cái năng lực hóa độ của Ngài nhất định cũng do chính Ngài tự nói ra là có giới hạn. Về giáo pháp thì ai cũng biết cái câu chuyện rất là nổi tiếng, hỏi A Nan là cái nấm lá trong tay nhiều hay cây hay lá trong rừng nhiều,
không, Đức Phật không thể diễn bày cho nhân gian nghe hết những điều Ngài đã giác ngộ, bởi vì cái năng lực thu hút, thu thập của nhân loại rất là có giới hạn. Cho nên cũng có một số tranh luận hết sức vớ vẩn rằng là tại sao cái kinh đó không có thấy chép trong tạng Pali mà bây giờ xuất hiện ra là ở tạng Đại Thừa như vậy, thì ai nói lúc nào, ai làm chứng. Hôm nay cũng không có bàn cái vấn đề này quý vị, vấn đề này rất thích thú và phải hẹn lại một khóa học khác hay là một buổi thuyết trình khác dài hơn. Nên là gác lại cái đó. Rất là hẹp hòi khi nói rằng là phải là ghi chép trong Nam Tạng Pali thì mới là lời Phật dạy, thì tôi nghĩ hết sức là cạn cực. Kể cả Nam Tạng Pali cũng kết tập thành văn bản 200-300 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, biết bao nhiêu đã đổi thay, thêm bớt chút xíu, hay là một sự biến dịch về văn hóa, ngôn ngữ, diễn tả từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác v.v. thì cho nên không có thể là đặt vấn đề một cách là khắc khe và như vậy. Chưa kể là vấn đề cái lý tánh của Phật Pháp nữa. Cái bước đường dẫn dắt chúng sinh đi từ cái địa vị thấp nhất, giống như chính Ngài cũng đã phát tâm tu tập từ cái trong cái cảnh địa ngục, như chúng ta trong những cái kinh tạ, trong cái thứ bốn sanh truyện mình đã biết đó, cho tới cái ngày thành quả chánh giác nó rất xa. Thì cái con đường mà chúng ta đi từ giai đoạn này, địa vị này cho tới thành Phật chắc nó cũng phải hao hay là phải nói là dài hơn Ngài mới đúng, chắc gì chúng ta có thể tinh tấn bằng Đức Thích Ca Mâu Ni được. Do vậy cho nên xin thưa, nhân loại được sự hóa độ của Đức Bổn Sư, nhưng mà Ngài đã hoàn thành cái sứ mạng hóa độ trong cái thân thể Tất Đạt Đa 80 năm tuổi thọ rồi, nhưng một cái đại nguyện độ sinh của một vị Phật nói chung không có bị câu thúc bởi cái thân thể Tất Đạt Đa là chưa bao giờ hoàn mãn, và một Đức Phật không bao giờ dừng lại. Chúng ta nghĩ là như vậy đi. Do vậy cho nên chúng ta sẽ không có trách rằng sao Đức Phật không dùng thần lực của Ngài, hay là năng lực vĩ đại gì đó của Ngài, 13 la mật vĩ đại của Ngài để độ chúng sinh cho nó hết một lượt đi cho rồi, sao mà để cho chúng ta bơi lội trong sinh tử lâu dài thế này, thì đó là một câu hỏi rất là thơ ngây và rất là có thể nói là phi Phật Pháp, không có nhân quả, không có nhân duyên sinh. Đức Phật không có kéo chúng ta bỏ từ bờ này qua bờ kia được, mà là chúng ta phải tự chèo thuyền, đúng không? Hóa độ nghĩa là mình phải tự học lấy, tự tu tập lấy, tự chứng đắc lấy, chứ không phải Đức Phật tặng cái quả chứng cho mình. Thì ai cũng biết chuyện đó rồi, không cần nói nhiều, nhưng mình phải hiểu như vậy để không có thắc mắc là tại sao tu mấy mươi năm rồi mà cũng còn hoạn nạn, cũng còn té gãy chân, rồi phải mượn nợ trả nợ không nổi, rồi chẳng hạn linh tinh, những cái câu hỏi hết sức là vớ vẩn, không có đúng gì đâu hết. Thưa quý vị, tuy nhiên cái sứ mạng và cái đối tượng chính mà Đức Phật đem tới cho nhân gian không phải chỉ có cái sự chứng quả, chứng đắc, giải thoát, quả giải thoát cho từng người. Rõ ràng là các pháp tu của Đức Phật, từ giới, định huệ, cho tới văn, tư tu, cho đến tất cả các giáo pháp, mà mình có thể nhắc vài một phút thôi là đã thấy biết bao nhiêu giáo pháp rồi, nào là năm giới, mười giới, Bồ Tát giới, rồi là tứ 37 phẩm trợ đạo, rồi bát chánh đạo. Nói chung, thí dụ mình tất cả những cái giáo lý đó, giáo pháp đó, pháp môn đó, và trải qua 2600 năm vừa qua, hàng trăm thế hệ tổ sư của chúng ta đã dùng cái sở trường chứng đắc của mình để khai triển rộng ra, để bàn luận rộng ra, để viết chú sớ và chú giải rộng ra vô số các kinh điển gốc của Phật, để hướng dẫn cho quần chúng, cho hành giả được tu tập một cách cặn kẽ rõ ràng hơn, không có bị nô lệ theo chữ nghĩa mà cũng không thể bỏ cái chữ nghĩa. Thì đó là cái điều mà chúng ta đã biết, cái sự biến thiên, cái sự khai triển, cái sự mở mang giáo lý của Đức Phật không phải là phản bội Đức Phật, không phải là khinh chê Đức Phật. Chúng ta sẽ thấy những cái bộ chú sớ như khi khoảng chừng 45 năm trước mình học cái bộ Di Đà sớ sao, thì mình thấy cái văn của Ngài Văn Thê, ý nghĩa, ý kiến của Ngài Văn Thê không có thể thấy được trong cái bản chính gốc kinh A Di Đà, tiểu A Di Đà của Đức Phật được. Phải đọc cái bản chú giải của Ngài Văn Thê mới thấy rằng là cái giáo lý Đức Phật có thể được nhìn qua hàng chục lăng kính khác nhau, và nó phong phú, nó rộng rãi, nó thâm sâu tới cái mức mà người chưa học không có thể ngờ được. Và không thể nói rằng cái bản chú giải của Ngài Văn Thê là phi Phật Pháp, là sai Phật Pháp, là phản lại những cái lời văn, kinh văn chính thức hay là được gọi là chính truyền trong tạng Pali của Đức Phật được. Do vậy cho nên thưa quý vị, chúng ta tiếp nối con đường của Đức Phật, chúng ta mang Phật Pháp vào xã hội, trước hết là vào con người của mình. Mỗi người phải tự xem cái hàng ngày mình hành trì được cái gì. Mỗi người phải tự xem coi
trong gia đình của mình có ban bảo nhau, có khuyến tấn nhau tu tập Phật Pháp được một cái hành trì, một cái thời lượng nào đó, 15, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ để tu tập Phật Pháp hay không. Chúng ta đem cái giáo lý Đức Phật vào đời sống hàng ngày, xem coi chúng ta có dùng tiền như cái ẩn dụ Đức Phật đã dạy trong các kinh hay không. Chúng ta đi đứng nằm ngồi, cười nói có thể hiện được cái phong cách, cái oai nghi, cái giới luật mà Đức Phật đã mong chúng ta phải làm hay không. Hay là chúng ta dại khờ trói buộc cái sự tu tập đó trong cái Phật điện thôi. Chỉ khi nào chúng ta mang chuỗi, mang áo tràng vô mới là tu. Chứ còn khi nấu cơm không phải tu, khi làm vườn không phải tu, khi quét nhà, giặt áo không phải tu. Cái đó là một cái nhận định hết sức là sai lầm. Từ từ cũng sẽ đi tới cái chỗ rộng rãi hơn, chứ chúng ta không thể vội trách cứ những cái người sơ tâm mới vào đạo mà đòi hỏi họ phải là vừa tu vừa làm việc được. Có khi cũng phải tốn 5 năm, 7 năm mới có thể xây dựng được cái năng lực đó, chứ không phải là có khi chậm hơn nữa. Thưa quý vị, như vậy thì cái giáo lý của Đức Phật có khả năng chuyển hóa nghiệp thức của từng người. Và đó mới là cái căn bản giáo lý của Đức Phật. Tất nhiên, đã có biệt nghiệp thì phải có cộng nghiệp. Khi có một cái gia đình cùng tu tập thì cái gia đình đó có những cái bước thăng hoa, Phật hóa cao hơn cái năng lực của một người tự tu. Rồi nếu có nhiều gia đình trong một cái làng đó, một khu phố đó, cùng nhau ban bảo nhau, cùng nhau tu tập và nhắc nhở nhau, khuyên bảo nhau tu tập, cho là mỗi gia đình có thể là một cách tu khác nhau, cho là mỗi gia đình một cá nhân có thể có cái hành trì ít nhiều khác nhau, nhưng mà miễn là dựa trên cái căn bản đó, nghĩa là vô thường, vô ngã, không, thí dụ đi, bây giờ không có thời gian để giải thích cái đó, thì chúng ta sẽ thấy cái xã hội nó sẽ thay đổi. Cái quần chúng của cái tập thể nhỏ nhỏ đó, làng đó, khu phố đó sẽ thay đổi. Mỗi người sẽ tử tế với nhau hơn, mọi người sẽ từ bi với nhau hơn, mọi người sẽ lịch sự với nhau hơn, con cháu sẽ hiếu thảo với cha mẹ hơn, công dân sẽ có trách nhiệm với đất nước của cái đất nước đó hơn, và người trong xã hội đó sẽ có trách nhiệm với cái xã hội đó hơn, và mỗi con người trong cái vùng đất đó sẽ có cái trách nhiệm với cái môi sinh của họ xung quanh làng xóm, đường phố, đường làng của họ hơn. Không có chặt phá cây cối bừa bãi, không có giết hại sinh vật bừa bãi. Ví dụ là nó thể hiện lên cái tinh thần và cái hạnh nguyện tu tập giáo lý của Đức Phật. Cho nên đó, khi chúng ta nói Phật Pháp mà dựa trên căn bản tu tập cá nhân, giúp cho người ta diệt phiền não, mở khai trí tuệ, rồi chứng đắc từng bước các quả vị giải thoát, đó là một cái chứng thật mà chúng ta có thể thấy mọi người xung quanh. Hễ nhìn ai, dĩ nhiên đây có thể sai, cũng có thể có những người đóng kịch rất giỏi, họ lừa mình, họ không có chứng quả gì hết, nhưng mà họ làm như là chứng quả. Họ diễn kịch giỏi, họ mang hia đội mão, tôi dùng hình tượng chung chung thôi chứ tôi không có muốn nói ai hay là chuyện gì nha, đừng có nói là sao tôi nói xâm phạm ai, không có đâu. Thì họ ở trong kinh gọi là cái gì đó, gọi là giả trang thiền tướng, rất là hay. Họ đóng kịch rất là hay, cũng có thể có cái giáo phẩm này, có chức tước kia, và nhưng mà thật sự là không có chứng đắc gì nhiều. Nhưng mà họ cố tình ca tụng, cố tình khoe khoang, khoa trương, cố tình nghĩa là diễn bày ra làm cho người khác có cái ngờ vực, có cái ấn tượng, có cái sự suy nghĩ. Thậm chí có đôi người thì cũng nói rõ ra luôn, tôi là như vậy đó, tôi là hay như vậy đó, tôi chứng vậy, ngày hôm qua tôi thấy ông này ở cõi trời kia, hôm qua tôi đi tới cõi Phật là tới bà kia ông nọ, thí dụ. Cái cảnh đó xưa giờ đã có rồi, thời Phật đã có rồi, bây giờ cũng lại càng có nhiều hơn. Và xin cảnh giác quý vị coi chừng gặp đồ giả. Và quý vị trách nhiệm mà tin đồ giả là ráng chịu, chứ không ai bảo đảm cái chuyện này. Không có giáo hội nào, không có chư tăng nào, không có chùa nào có thể bảo hiểm được cái niềm tin quý vị tin sai, ráng chịu, mô Phật. Thành ra đó, thì như vậy, đó là cái phương diện hành trì cá nhân. Mỗi người nhất định sẽ đạt được cái kết quả nào đó, nhanh chậm không có thể có công thức. Cùng tu một chùa, cùng một đạo tràng, cùng một thời lượng niệm Phật giống nhau, ví dụ đi, cùng lạy 500 lạy Quan Âm trong 1 giờ 2 giờ gì đó, thậm chí có người thách đố cái sự lạy cho nhanh, lạy cho nhiều, coi như đó là cái kết quả sự tu tập. Không biết quý vị có đồng ý quan điểm đó không? Phải lạy cho được 500 lạy trong 2 giờ thì mới là tu cao, còn mình lạy một ngày mới xong là tu thấp, đúng không? Cảm ơn quý vị đã nói không dùm. Chứ không thôi là có người tưởng tượng như vậy, và họ rao truyền ra, và cái đạo tràng của chúng tôi tu ghê lắm, 500 lạy lạy 2 giờ là xong thôi. Ví dụ như vậy, để lấy cái đó làm cái điểm để mà thu hút người khác, để mà lòe và nộ người khác. Cái thời Đức Phật đã bị nộ rồi,
cũng không ai đâu, anh con bác Đức Phật thôi. Thầy Đề Bà Đạt Đa cũng là một trưởng lão tỳ kheo trong giáo đoàn. Ông suy nghĩ là cái cách để ông triệt hạ Đức Phật, ông giành cái quyền lãnh đạo tăng đoàn. Ông suy nghĩ là ông nồ quần chúng, ông nồ tăng đoàn đệ tử các tỳ kheo thương ngây của Đức Phật. Ông nói là cụ Đàm Đức Thế Tôn của mình già rồi, ông lắm cấm rồi, thành ra ông mới cho các thầy là ăn cơm mời, chứ chúng tôi là chủ trương phải đi khất thực. Lỡ mà người ta có bỏ đá vô là cũng ăn đá nữa, mà nhất định là phải ăn chay chứ không có ăn tam tịnh dục như là cụ Đàm cho phép. Rồi chúng tôi là mặc áo là áo rách lượm vải ngoài bờ ruộng hay là ngoài Gò Má thôi, chứ không có nhận y katina công đức mà bằng gấm bằng là tơ rong đồ này nọ. Tỳ kheo các ông đừng có tu với ông cụ Đàm, ông lẫn lắm cấm rồi, cho nên ông có tạo cho duyên cho mấy thầy là bị hưởng thụ ngũ dục là sai. Tu như chúng tôi đó mới là có thể diệt dục được và chứng đắc quả đạt được. Và ông đưa ra một cái số hình thức tu tập như vậy, quả thực ông thu hút được 500 tỳ kheo thơ ngây của Đức Phật. Chúng tôi cũng có thể kể câu chuyện nó dài quá, về thời gian cho phép ít quá. Thì đại khái xin thưa đó là trong cái phương diện tu tập giáo lý của Đức Phật có nhiều ngõ ngách, nhiều con đường, nhiều cái cách thức, nhiều cái điểm khởi xuất và nhiều cái tình trạng, nhiều cái nỗ lực khác nhau và đạt được kết quả hoàn toàn khác nhau giữa người này qua người kia. Mặc dù chúng ta nói là chúng ta đang tu cùng một tông, một phái, một pháp, nhưng mà kết quả nó phải dựa theo cái năng lực của mình, dựa theo cái khởi điểm của mình, dựa theo cái sự dụng tâm của mình, quan trọng nhất là dụng tâm. Chứ còn cái phương pháp lại là phụ thuộc, và cuối cùng là tùy theo cái sự kiên trì, tinh tấn, nhẫn nại của mình. Thì bây giờ thưa quý vị, bây giờ đặt trên cái khía cạnh tập thể thì sao? Khi nãy chúng ta có nói nếu như một làng mà có được 5-70 gia đình cùng nhau nhắc bảo nhau tu hành, theo nói một cách tổng quát là theo những lời dạy của Đức Phật, thì cái làng đó sẽ an ổn hơn, thấy không? Ít người giết chóc trộm cướp hãm hại nhau, ít người lừa đảo thị phi nhau, ít người nói xấu nói tốt đoan ren với nhau, và không có ai nghe là không giúp đỡ lẫn nhau, vân vân. Thì cái xã hội nhỏ nhỏ thu nhỏ đó, nó bỗng dưng đẹp và rực rỡ cái tình người, cái tính nhân bản của đạo Phật. Thì như vậy đó là cái kết quả mà đạo Phật có thể đem lại được. Như vậy có người sẽ hỏi là tại sao 2600 năm qua đạo Phật không có thể chinh phục hết nhân loại theo đạo Phật hết, mà có sức thuyết phục quá mà, hay quá mà. Câu trả lời là gì quý vị? Chúng sinh từ ở đâu mọc ra, mang theo nhiều nghiệp chướng quá, đâu có phải ai cũng biết tu. Giáo lý Đức Phật rõ ràng là có sức thuyết phục, rõ ràng là có năng lực chuyển hóa, nhưng còn họ có tu hay không là chuyện khác. Thế nào? Thuốc sẵn đó, nhưng mà có uống hay không là chuyện khác. Rồi uống có đúng liều lượng hay không là chuyện khác. Cho nên không thể bắt lỗi là tại sao Đức Thế Tôn đã ra đời, tại sao Địa Tạng đã trải qua bao nhiêu an tăng kỳ kiếp mà địa ngục cũng vẫn đầy. Đức Thế Tôn của chúng ta ra đời dạy bao nhiêu giáo lý tốt đẹp hay đẹp rồi, mặc dù Ngài có giữ lại một ít, phải giữ nhiều chứ không phải giữ ít, tại vì Ngài đâu có, Ngài biết mình đâu có thu hút nổi được. Tuy nhiên rõ ràng bấy nhiêu pháp môn giáo lý mà Đức Phật đã dạy là nó dư sức chuyển hóa hết tất cả nhân loại trên qua địa cầu này. Hồi đó khi Đức Thế Tôn ra đời thì hình như là nhân loại đâu chừng 300 triệu thôi. Bây giờ là 7 tỷ 300 triệu rồi quý vị. Nó lên nhanh lắm, một năm nó tăng thêm tới 70-80 triệu. Cái mức độ tăng lên của nhân loại là cứ mỗi một nước là có một nước Việt Nam, nhân lực một nhân số Việt Nam tăng lên như vậy. Mà đó là người ta đã sát hại lẫn nhau một năm hết cả 100 triệu rồi đó quý vị. Một năm có hàng 100 triệu người làm gì? Phá thai. Một năm có hàng chục triệu người bắn lẫn nhau, đâm lẫn nhau, giết lẫn nhau, hại lẫn nhau. Chúng ta không kể chiến tranh thì tùy theo năm ít năm nhiều, khủng bố, ném bom hay là vân vân các thứ thì rất là nhiều. Nhiều nguyên nhân bệnh hoạn, nhiều nguyên nhân xã hội, nhiều nguyên nhân bạo động. Và đây là cái vấn đề câu hỏi của chúng ta, tại sao giáo lý của Đức Phật chưa có thuyết phục được cho con người ta hiền lành, tử tế, nhân đạo, nhân bản với nhau, mà sao cứ tiếp tục hung dữ, giết hại lẫn nhau ghê gớm như vậy? Thì đó là cái câu hỏi. Thì đó, cái chủ đề là như vậy. Cái khả năng thuyết phục và cái hiệu quả đem lại hòa bình cho từng con người, hòa bình cho từng gia đình và hòa bình cho từng cái đơn vị cộng đồng nhỏ nhỏ thì rất rõ, ai cũng thấy được. Ví dụ quý vị nào đã từng đi hành hương Bhutan chẳng hạn, hành hương một số các vùng hẻo lánh xa xôi mà nơi cái truyền thống Phật giáo nó vẫn còn chan hòa và nó còn đầy đặn, chứ chưa bị xâm hủy bởi
các cái thứ gọi là, xin lỗi, mở ngoặc kép văn minh. Cái chữ văn minh này nó ghê gớm lắm, phải có lúc thời gian phải bàn lại cái chuyện này. Gọi là người ta đem cái loại văn minh của họ đến đất nước chúng ta đâu khoảng chừng 400 năm trước, và họ nói rằng là ông cha tổ tiên mình là cái đồ mọi rợ, ăn lông ở lỗ. Cái cách diễn tả ông bà tổ tiên của mình 400 năm trước trong văn khố chữ Tây Ban Nha, chữ Bồ Đào Nha, chữ Pháp, chữ Ý là diễn tả một cái đám người rất là mọi rợ, không? Ăn mặc cư xử rất là mọi rợ. Và họ cần khai hóa cái đám đó cho nó khôn lên, cho nó biết điều lên, chứ không thôi nó không biết dùng cái này, không biết dùng cái kia. Họ đem cái tư tưởng thương hại ông bà tổ tiên mình để họ muốn chuyển hóa ông bà tổ tiên mình phải khôn hơn, văn minh hơn. Và đó là cái thảm họa thế giới đã bắt đầu xảy ra. Thảm họa thế giới bắt đầu xảy ra khi 1421, bỗng dưng có một vị giáo chủ nọ ở La Mã ký một cái sách chỉ phân hai thế giới, chia cái lằn ranh thế giới làm hai phần. Phía miền Tây, tôi nói đại thì có tật cũng được nha quý vị, miễn cái chuyện đó đúng là thôi, còn cái chi tiết nó sai cũng được, thì giao cho Bồ Đào Nha một nửa. Một phía miền Tây là Tây Ban Nha một nửa, phía miền Đông là cho Bồ Đào Nha, và cho hai ông vua hai nước đó mặc tình xâm chiếm, mặc tình chiếm đóng, mặc tình khai hóa, mặc tình truyền đạo, mặc tình là lấy của cải đem về nộp. Đầu rơi máu đổ bắt đầu xảy ra, mấy trăm triệu người bắt đầu đã rụng đầu, đã chảy máu, đã tan thương, đã ly thang bắt đầu từ đó. Không phải hàm ý chê bai ai mà đó là sự thật lịch sử. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là cái công năng truyền bá của 26 thế kỷ tổ sư của chúng ta cho đến ngày hôm nay, chúng tôi là đạt hậu học, bề trên có bậc thầy ngồi đây. 70 năm về trước nhập đạo, chúng tôi thì cũng mới sơ sơ có năm mươi mấy năm thôi. Và quý chư Tôn Đức, Tôn Túc ngồi ở đây cũng có nhiều người 20-30 năm gần đây. Và chúng ta đồng hành cùng một chí nguyện phụng trì giáo lý của Đức Phật trong thân mình, trong tâm mình. Nhiều khuyết điểm lắm, nhiều sai lầm lắm, nhiều cái sự thất bại trong này lắm. Chứ chưa có phải là, xin lỗi đây là tôi thôi, chứ tôi không dám nói ai. Chưa có tới đâu hết, chưa chứng đắc gì hết. Nhưng mà chắc chắn một tâm nguyện thiết tha đó là cố gắng bảo tồn giáo lý của Đức Phật trên thế gian này trong cái khả năng có thể được. Đi đâu ai cần một người mà muốn nghe Pháp cũng ráng đi. Có khi tôi phải lái xe vừa đi vừa về 8 tiếng đồng hồ thì đi vô trong tù nói Pháp cho có 1 tiếng đồng hồ cho 5 anh tù nhân thôi. Bỏ một ngày trời gần chết, khát nước rồi đổ xăng, không ai cho đồng nào hết cũng phải đi. Đó là những cái chuyện phải làm là như vậy. Những cái chuyện tương tự, nhưng mà tôi nghĩ tất cả chư Tôn Đức là đều làm như vậy, chứ không phải mình tôi đâu. Tôi ví dụ vậy. Thì đó là thưa quý vị. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta, cái nỗ lực của chúng ta có thể nên bi quan cho rằng là vô ích hay là phí phạm quá không? Trong khi họ dùng những cái mưu mô toan tính, những vật chất, những nghề nghiệp, những tiền bạc, họ có thể trong vòng 20 năm là họ chiếm hết nước Việt Nam mình. 1864 bắn phát đạn đầu tiên vào cửa hàng Đà Nẵng, 1888 lấy hết cả Nam Bắc, Nam Trung Bắc, nhanh vô cùng. Và quý vị có thể theo dõi được một số website, họ đang thống kê mỗi năm như vậy, là các giáo phái Tin Lành trên nước Việt Nam hiện bây giờ này, 2014, 2015, 2016 này, là đổi đạo được bao nhiêu. Giáo phái này 50.000, giáo phái kia 30.000, giáo phái nọ 50.000, 30.000. Và những cái giáo hội lớn là một năm mấy trăm ngàn. Họ đếm số và họ đăng danh sách đàng hoàng, họ công khai đàng hoàng, nhẹ nhàng. Trách nhiệm do đâu? Trách nhiệm lên vai ai? Chúng ta đây quý vị. Tại sao đồng bào mình, đồng đạo mình, đồng hương mình sao mà dễ dàng bị đối đạo dữ vậy? Tại sao nước Nhật chỉ có 0.035 tín đồ tôn giáo khác, còn lại tất cả đều Phật giáo với thần giáo, mà Việt Nam mình thì người ta có thể tính là đạo Phật? Chính phủ Việt Nam không biết ăn tiền ở đâu mà ghi trong danh sách chính thức là có 11% dân chúng Việt Nam theo đạo Phật thôi, 11% thôi, có 9-10 triệu gì thôi. Và những tôn giáo khác 8-9%, 3-4%. Nhưng mà con số đó đối với họ là con số chưa đúng. Thực tế cái thực lực của họ, họ nói là họ mạnh hơn nhiều, và mỗi năm họ có thể ngạo nghễ đưa ra con số đối đạo gấp bội lần như vậy. Thưa quý vị, thì bây giờ như thế này, chúng ta có phải là một cái giáo đoàn tranh chấp với thế gian về con số hay không? Nếu mình tự vỗ ngực tự hào mình nói không, tôi cần cái chất chứ ai cần thèm chi số lượng. Và coi chừng có ngày mình đóng cửa lại, mình tu cái chất một mình đó, phải không nào? Không chừng. Thì đó là cái vấn đề. Thì xin thưa đó là chúng ta phải suy nghĩ làm sao.
cái thế giới này bây giờ nếu mà nói về cái mặt tiêu cực thì quá dễ, quá ai cũng là người thông thái cũng biết. Nói rằng những cái vấn đề mang tầm thế giới mà lớn nhất hiện nay là cái gì? Sử dụng quá nhiều vật chất, nhà quá đẹp, xe quá sang, quần áo quá nhiều, giày dép, thức ăn quá nhiều. Mà đồng thời cái đó nó sinh ra rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề bất công về kinh tế. Và quan trọng hơn nữa là nó phá hủy cái môi trường. Chúng ta sử dụng nhiều vật dụng quá thì cái nhà sản xuất họ vừa dụ dỗ cho mình phải mua nhiều, sắm nhiều, sang hơn, đẹp hơn, to hơn, lớn hơn, nhanh hơn. Đó là phone thì mỗi năm phải đổi cái, giày dép mỗi năm phải 5-3 đôi, thí dụ nhà cứ vài năm phải thay cái nhà mới lớn hơn, ví dụ. Thì cái đó là chúng ta tiếp tay phá hoại cái thiên nhiên khí quyển và khí hậu đổi thay đang hăm dọa toàn thể nhân loại, chứ không riêng nước nào, không riêng nước giàu hay nước nghèo. Chưa kể có những cái nước đang vội vã chạy đuổi theo cái nền phát triển kinh tế cho nhanh, cho vội kịp nước khác, mà bất kể những cái vấn đề phát triển kinh tế một cách hết sức là vô trách nhiệm, hết sức là vô đạo đức. Có những nước cách đây 30 năm là kinh tế đứng vào hàng là 8, 90, 100 trên cái thang 170 nước trên thế giới mà bây giờ đứng hàng đầu này. Mới hôm qua tôi bỗng dưng lật cái trang mạng kia ra thì tôi mới thấy rằng là tổng sản lượng quốc gia của Trung Quốc đã qua Mỹ rồi, quý vị. Cao hơn Mỹ rồi. Mỹ là bây giờ số 2 trong số 1 nữa, xin lỗi. Không phải là tổng sản lượng qua bình quân chia đầu người. Thật ra bình quân chia đầu người thì Trung Quốc vẫn còn là đứng hàng thứ 79, 80 mấy trên toàn thế giới, bởi vì họ cũng mới được có chừng 7.500 đô mỗi đầu người thôi. Đó nè, quý vị cứ tự biết nước Mỹ của quý vị, xin lỗi, không hơi phân biệt chút. Là đứng hàng thứ mấy trên thế giới không? Cái tổng sản lượng của nước Mỹ toàn quốc thì đứng hàng thứ nhì, thua Trung Quốc, nhưng mà chia đầu người thì rõ ràng là rất cao. Đó nè, là hàng 9 hay là 10, tùy theo cái bản thống kê của do ai làm ra. Tổng sản lượng quốc gia thì hàng nhì, nhưng mà bình quân đầu người thì hàng 9, 10 cũng không đến nổi tệ, phải không? Xin lỗi, nước Úc của chúng tôi cao hơn rồi nha. Tổng tính bình quân đầu người thì nước Úc được đứng hàng thứ 5 là. Và dĩ nhiên tổng sản lượng toàn quốc thì đứng hàng thứ 15 thì phải, thí dụ vậy. Thưa quý vị, họ vội vã phát triển bất cứ giá nào, gian lận bất cứ cách nào, là quái quỷ bất cứ cách nào để được tăng sản lượng lên, nhiều tiền vô cho Mỹ mượn, mua công trái phiếu của Mỹ cho Mỹ mắc nợ tốn mấy chục ngàn tỷ. Rốt cuộc thì bây giờ chuyện đó là sao? Cả một cái đất nước Trung Quốc ô nhiễm không có thể tưởng tượng và không biết nó sập đổ bất cứ lúc nào. Thì bây giờ chuyện đó là chuyện cũng có, không biết có phải dính líu tới Phật giáo không? Tại sao không? Từng mạng người trong đó đang bị đe dọa, từng mạng người trong đó đang bị mất cái phẩm chất nhân phẩm con người và đang hì hục là lao động sản xuất rất là vất vả để làm giàu cho một cái tầng lớp khác. Họ sử dụng 4 triệu tù nhân sản xuất ngày đêm không có lương, thì ai bì cho nói về sản phẩm bán ra thế giới của họ được, đúng không? Và họ có nhiều cái luật pháp về vấn đề lao động khác để họ phải tranh lên. Thì thưa quý vị, đó là một cái thế giới mà cái năng lực thẩm thấu của tôn giáo càng ngày càng bị co rút lại. Ngày xưa đó, chỉ còn một vị thánh hiền mà nói những cái điều hay đẹp đó, thì minh vương lắng nghe. Ác chúa thì nó ghét, nhưng mà chưa dám xâm phạm. Thỉnh thoảng với con ông ác chúa đem chém một ông hiền, nhà hiền sĩ. Nhưng mà bây giờ đó, bao nhiêu lời kêu gọi của các bậc hiền thánh cao cả trong tôn giáo, của Đức Đa La Lạt Ma, của Đức Giáo Hoàng, của Đức là Tăng Thống của chúng ta, không ai để tài hết. Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta vẫn có một cái căn bản hành đạo trên tư cách cá nhân. Từng người một dù ở tù vẫn tu, vẫn chứng đắc trong phương diện cá nhân của mình. Cái đó không ai xâm phạm của mình được, không ai tước bỏ cái năng lực tu tập chứng đắc của mình được. Nhưng mà trong cái phương diện cộng đồng, mình sẽ nói chuyện cộng đồng sau. Trong cái phương diện quốc gia đó, thì cái năng lực chi phối, cái tầm ảnh hưởng của những tôn giáo mang tính tổ chức, nó khác nhau ở cái chỗ là tín đồ tôn giáo từng người với là cái tôn giáo mang tính tổ chức nó khác, sẽ càng ngày càng co rút lại. Quý vị rõ ràng ai cũng biết chuyện này, nhất là những tôn giáo tây phương càng ngày đang bị sụp đổ vì cái sự là khủng hoảng đạo đức của họ.
Tất nhiên chưa chắc Hồi giáo đang càng ngày càng vươn lên, số lượng tín đồ càng ngày càng tăng lên rất nhanh, thấy không? Tỷ lệ tín đồ của họ tăng lên rất nhanh và cái sự giàu có của họ cũng càng ngày càng mạnh lên, và cái ảnh hưởng của họ cũng càng ngày càng lớn hơn thông qua nhiều cách khác nhau, trong đó có cái cách đó là xin lỗi, đem bom đi ném, đem bom đạn đi tấn công người ta. Thế thì bây giờ làm sao để Phật giáo có thể chinh phục được cái thế giới này? Cái điều mà Đức Thế Tôn của chúng ta trước cũng nói rằng là bắt trong ba cái điều Đức Thế Tôn không làm được, có cái chuyện không thể độ tận chúng sinh, nói giới hạn lại là không thể độ hết một người, mọi người trên thế giới trong cái thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, đồng thời với Ngài. Ngài ra đi phải để lại một số đông trong nhân loại cho tử đệ đời sau phải tiếp tục cái trách nhiệm đó, chứ bản thân Ngài chỉ quá độ tới một cái số lượng nhất định nào đó thôi. Dĩ nhiên cái chí mạng, cái chí hướng, cái đại nguyện của Ngài còn tiếp tục ở những nơi nào khác, những thế giới khác, những thời điểm khác, thân hóa thân khác, nhưng mà ở trong cái giai đoạn 80 năm đó Ngài không có thể làm hết cái điều như vậy. Thì giờ chúng ta phải làm sao? Tất nhiên chúng ta cũng không có thể học đòi cái thói chạy theo số lượng một cách vô luân lý, vô trật tự của những người nào đó, nhưng mà chúng ta cũng không thể là bàng quan tụ thú nói rằng ôi thôi cứ lo tu phần mình đi, ai không tu kệ họ, sau đó gọi là mình quý hồ tinh bất quý hồ đa, thí dụ đi, là cũng không có đúng quý vị, đúng không? Như vậy thì chúng ta cũng là trái ngược với lòng từ bi, trái ngược với cái trách nhiệm với nhân loại nói chung, với cái cộng đồng của chúng ta nói chung, và cái gia đình mình nói riêng, và cả thân, cái bản thân chí nguyện Bồ Tát hạnh của mình nói riêng, không có thể nói như vậy được. Tuy nhiên, cái con đường trung đạo nào giúp chúng ta có thể giải quyết chuyện này? Tất nhiên ở đây chúng ta đang làm này, chúng ta đang lập giáo hội, chúng ta đang tổ chức khóa tu học, chúng ta đang tổ chức khóa an cư, chúng ta đang ra báo, chúng ta đang mở website, chúng ta đang tổ chức những khóa diễn giảng, cứ một thời diễn giảng mà một vị trong ban quần pháp của giáo hội Hoa Kỳ đến một cái chùa nào đó, một cái địa phương nào đó giảng mà có 50 người nghe, 100 người nghe, 300 người nghe, cũng là cái công tác chúng ta đang điền khuyết thay thế cho cái lỗ hổng lớn và cái trách nhiệm mà Đức Thế Tôn đã di huấn cho mình. Thưa, chúng ta sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa cho những vị chư tăng đang còn tuổi trẻ, đang còn tài năng tháo vát, để cho họ học thêm, có kinh nghiệm hơn, có học thức cao hơn, có chuyên sâu tu tập hơn, có cái năng lực từ bi lớn hơn, chứ không phải là hát hay hơn quý vị. Hả nào? Tu sĩ không ai cần đòi hát hay hơn đâu. Khổ nỗi có những người là thích quý thầy lên hát, chứ không biết là giáo lý ra sao, tu tập ra sao, giới hạnh ra sao mà hát hay là được hấp dẫn, được vỗ tay mới là cái nạn. Rồi vân vân. Chúng ta cố gắng nung đúc đào tạo và tạo cái duyên, thuận duyên cho có nhiều người xuất gia hơn. Xuất gia càng trẻ càng tốt. Chúng ta không có chê bai kỳ thị gì tuổi trung niên, cao niên thì chắc không được, nhưng mà trung niên thì cũng được. Nhưng mà chắc chắn cũng phải khởi điểm từ lúc trẻ một chút thì nó dễ tiến thân, dễ có hiệu quả nhiều về sau hơn. Chúng ta tạo duyên lành cho các vị đó xuất gia xong á, phải có một cái thời gian hành điệu hành đạo với thầy tổ của họ 5-7 năm, sau đó có một cái trường sở để ngồi xuống tu học cho có thứ tự bài bản, có trình độ, vừa học vừa tu. Nhất là phải có cái trường môi trường nội trú, sáng có kinh kệ, trưa có giáo lý, chiều có kinh điển, tối có thiền định, chứ không thôi mà học theo kiểu sinh viên ngoài đời là đạp xe sách, lái xe chạy tới học rồi hết giờ chạy về, thì cái thời gian mà tăng sinh ni sinh chạy ngoài đường nhiều hơn, nhìn thấy áo xanh áo đỏ nhiều hơn, nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ nhiều hơn, thì nhiều khi kết quả nó không thể nào tốt được. Thì đó là cái trách nhiệm của mình, trách nhiệm của, xin lỗi, của phần lớn là của, trách nhiệm chính là của cái vị thầy bổn sư, mà trách nhiệm rất quan trọng là của hàng tại gia đệ tử cố gắng hộ trì cho hàng xuất gia được tu học nghiêm túc. Đừng có tạo cái duyên cho hàng xuất gia, xin lỗi, hư hỏng, hay là đánh mất bản tâm, bản thể, bản nguyện sơ tâm xuất gia. Chúng ta không phải là canh gác hay là làm cảnh sát để mà làm tạo điều kiện trực tiếp mà kiểm soát được giới hạnh chư tăng, nhưng chúng ta có cái trách nhiệm giúp đỡ cho chư tăng chư ni có cái thuận duyên tu học, không có để đến nỗi phải đi làm neo để mà có tiền đóng tiền học, không có đến nỗi phải làm những cái điều hết sức là tội, không phải là tội lỗi mà gọi là tội nghiệp, để mới có thể có cuộc sống tu hành ổn định.
Chỉ trừ những người cố tình làm chuyện đó để mà có cuộc sống riêng tư phóng túng thì không nói. Nhưng mà rõ ràng là hàng đệ tử tại gia có trách nhiệm giúp cho Chư Tăng Ni tiến thân trên con đường đạo, bởi vì họ là cái trách nhiệm trụ cột hoằng pháp, đem Phật Pháp vào xã hội và nhân dân cho mình và cho con cháu mình. Cho nên chúng tôi rất hoan hỷ khi thấy hàng trăm trẻ em, trong đó có gia đình Phật tử. Cái các khóa tu học bên Úc cũng vậy, cũng rất là đông tuổi trẻ đến để cùng học giáo lý, cùng chia sẻ và cùng thảo luận. Và các em học nhanh hơn người lớn nhiều lắm quý vị. Một cuộc khóa chúng tôi có thể truyền đạt cho các em cái tổng số lượng tri thức cho trẻ em nhiều hơn người lớn nhiều lắm. Thì cái đó cũng là một cái điểm son. Tất nhiên có làm bấy nhiêu cũng không đủ, và do vậy đòi hỏi chúng ta hàng tại gia xuất gia phải cố gắng hợp tác nhiều hơn. Tôi nghe hàng chục lần trưởng lão của chúng ta đây, lúc một khi ngài có cơ hội là ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta là luôn luôn phải hợp tác, tinh thần hòa hợp, mà hợp tác là khác. Tại vì nếu như mà hàng tại gia khoáng trắng cái trách nhiệm đào tạo tăng ni, khoáng trắng cái trách nhiệm hoằng dương chánh pháp cho hàng tăng ni thì cũng sẽ thất bại. Bởi vì tăng ni sẽ phải vất vả bơi trái, và có thể sẽ có những người lạc đường lạc lối, sẽ có những người làm những điều không hay không tốt, thì nó cũng là suy yếu cho cái nền tảng đạo pháp của chúng ta. Thì như vậy thì như thế nào? Trên thế giới đó, khoảng từ 1970 do một số các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, nhưng mà lần đầu tiên tổ chức thì lại là ở Nhật, ở Kyoto. Có cái sáng kiến là các nhà lãnh đạo tôn giáo ngồi lại với nhau để bàn thảo gây ra một cái ảnh hưởng làm sao cho thế giới có hòa bình tốt đẹp hơn. Liên Hiệp Quốc cũng có cái trách nhiệm tương tự và được đặt ra bởi một số cường quốc sau đại nhị thế chiến. Cái trách nhiệm chính của Liên Hiệp Quốc là để đem lại hòa bình, để giữ gìn hòa bình nếu có thể được, và tái tạo hòa bình ở một số nơi, là ngăn chặn bớt những cái nước hung hăng quá, là gọi là sao, là hiếu chiến quá, và có khi cũng phải dùng biện pháp quân sự để mà đè bẹp hay là khuất phục một số các cái nước đó là có cái thái độ là diệt chủng hay là tấn công xâm lấn một cách vô lý hóa. Nhưng mà vai trò của Liên Hợp Quốc thường là không có hoàn thành. Rất nhiều nước coi thường cái mệnh lệnh của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và trong chính trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng có những cái điều hết sức vô lý, nghịch ngạo mà không có vừa làm ai được hết. Ở 5 cái nước mà có cái quyền phủ quyết thì cứ sử dụng cái quyền phủ quyết mình để làm sao cho có lợi cho cái nước mình nhất, cho cái phe mình nhất. Thì cho nên cái nền công lý thế giới cũng không có thể mấy khi mà thực hiện được. Trong cái lĩnh vực kinh tế cũng vậy, cái công ty nào nhiều tiền vốn hơn, nhiều khối nhân tài chỉ huy hơn, họ làm giàu hơn và họ lấn ý hiếp người khác, và người khác không có cơ hội làm ăn bằng với họ được. Chúng ta không mong gì có được một cái nền công lý hòa bình thật sự trên thế gian này, trên mặt thế gian. Bây giờ tới tôn giáo thì sao? Đã có tới mười mấy cái hội nghị gọi là World Conference for Religion and Peace, tức là cái hội nghị các nhà lãnh đạo tôn giáo để mưu cầu hòa bình cho thế giới, nói cho nó phóng phóng như vậy. Mười mấy lần hội nghị rồi, và trong những cái lần hội nghị đầu tiên 70, 72, 74 đều có hai hòa thượng của chúng ta, lãnh đạo giáo hội chúng ta đến tham dự, ngài Thiện Minh và ngài Quyền Quang, một lần ở Nhật, một lần ở Bỉ, một lần ở đâu đó. Và đến năm 76, cái hai năm hội một lần, thì chính hòa thượng Thiện Minh bảo với chúng tôi, thầy nói cho mấy anh em nghe, thầy biết là họ không cho thầy đi, cho nên thầy phải giới thiệu hai vị khác chức vụ thấp hơn và giỏi tiếng Anh hơn, khỏi cần phải đem thông dịch theo. Đó là năm 76 tổ chức tại Singapore, thì giáo hội mình nhận được thư mời thì liền viết thư hồi báo cho ban tổ chức xin mời thay thế cho hai vị khác, đó là ngài Thuyền Ấn, tổng vụ trưởng Hoằng Pháp, và ngài Quảng Độ là tổng thư ký giáo hội. Hai vị đều nói tiếng Anh giỏi và đều có đủ tư cách để thay mặt cho giáo hội để đi hội nghị, nhưng mà kết quả là gì? Không đi mà bắt bỏ tù. Không cho đi mà cũng bắt bỏ tù. Và năm 78 là ngài Thiện Minh bị giết trong tù, và ngài Quảng Độ cho đến hôm nay vẫn còn bị quản thúc. Đó là cái thảm trạng của Phật giáo đứng vào con đường hòa bình và con đường dân tộc. Mình mong muốn có hòa bình cho dân tộc Việt Nam, thì họ muốn có chiến tranh thì họ giết mình. Trong những thập niên chiến tranh, miền Bắc cũng giết, cũng chỉ trích Phật giáo, và cũng là nghiến răng kẹt muốn cắt cổ Phật giáo lúc nào. Và họ thật sự họ đã giết rất nhiều chư tăng trong cái giai đoạn năm 45-54. Cái chuyện này trưởng lão rành hơn tôi, tôi chỉ đọc sách thôi chứ mình còn nhỏ hay là mới sanh hay chưa sanh, không thể nói là bằng cái thực chứng được.
Và người miền Nam cũng vậy, họ cũng không có tha gì. Họ đã từng bỏ bà bố không biết bao nhiêu Phật tử trung kiên ở miền Trung. Họ cũng từng là bắt 2.000 tăng ni Phật tử vào đêm 20 tháng 8, 63, vân vân, rất nhiều chuyện khác nhau. Và thảm hơn nữa là sau khi một bên thắng rồi thì họ làm cái gì? Họ nô dịch hóa cái nền Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện nay. Chúng ta chỉ trích nhà cầm quyền vì những cái chính sách là phá hoại cái phẩm chất dân tộc của Đạo Phật, chứ chúng ta không kết án rằng là tất cả tăng ni của chúng ta ở Việt Nam là có lỗi gì hết. Phải nên cẩn thận, có ba, có thể có nhiều hơn mà cứ tạm cho là có ba hạng đi. Cái hạng đảng viên sa môn là khác. Họ được đưa vô bởi cái dự bởi những cái chủ trương của nhà nước để mà vô làm sa môn, để cho chừng 10 năm thì lên thượng tọa, 20 năm lên hòa thượng mà khống chế cái giáo hội đó. Ai dám nói rằng không có chuyện đó xin giơ tay lên coi. Chắc chắn họ đã làm chuyện đó trước 75, họ đã chuẩn bị rồi. Khi họ biết đầu, họ bắt đầu, họ biết sắp sửa thắng là họ đã chuẩn bị những người như vậy rồi. Những người như vậy mới cạo tóc xuống ngày hôm qua thì tháng sau là thấy lên thượng tọa rồi. Và loại sa môn thứ hai đó là sa môn chân chính tu hành, hảo tâm xuất gia cầu đạo. Thời điểm nào cũng có, ở đâu cũng có, Bắc cũng có, Trung cũng có, Nam cũng có. Tuy nhiên bị bắt buộc, bị cưỡng ép, bị là đẩy vô cái thế chân tường là phải đứng vô cái giáo hội thần chính quyền. Chúng ta nói cái giáo hội thần chính quyền là của còn nhẹ, bởi vì thật sự đó là giáo hội công cụ của chính quyền mới đúng. Bởi vì nhà nước bảo gì làm đấy. Tôi bảo đảm cho tới hôm nay khi nào quý vị vô cái trang mạng gọi là chính thức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó, gõ xem danh sách thành viên của cái Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó, thì họ sẽ liệt kê cái giáo hội Phật giáo Việt Nam vào cái hàng thứ 17. Và họ bỏ chữ giáo, họ chỉ để chữ hội thôi. Hội Phật giáo Việt Nam thôi. Họ không thừa nhận là có một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam trên danh nghĩa chính thức, trên văn bản của Mặt trận Tổ quốc. Chúng ta vì vụ số 10 của Bảo Đại do Vatican ép buộc mà đã phải đổ máu năm 63, giành lại được cái chữ giáo hội rồi, thì bây giờ họ trở lại cái tình hình đó. Cái chữ giáo hội là giả mạo thôi. Thật ra chính quyền Việt Nam bây giờ vẫn coi cái tập thể hành chánh, cái cơ chế hành chánh bên nhà là một cái hội dưới sự chỉ huy trực tiếp lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc, hay là sự chi phối của ban tôn giáo nhà nước, hoàn toàn không có độc lập, không có tự trị, không có duy trì truyền thống được. Nhưng cái đó không phải lỗi của do tăng ni mình. Hàng sa môn thứ hai không có lỗi gì hết. Cái hàng sa môn thứ ba đó có một ít lỗi thôi. Mà cái hàng sa môn thứ nhất hồi nãy mình nói có phải lỗi do họ không? Không, họ là viên chức của nhà nước, đi làm công tác ở nhà nước thôi. Chứ không phải là họ muốn diệt Phật giáo. Họ là những người đã nhà nước báo sao là làm vậy thôi. Dù là cho giết người hay là báo cáo để làm hại thì họ cũng phải làm, ví dụ. Còn cái hạng sa môn thứ hai, chân chính tu hành, thiết tha cầu đạo, hảo tâm xuất gia, không lỗi gì hết. Hạng thứ ba là cái hạng một phút sai lầm, hoặc chả là một lòng, một sự nhận thức non nớt nhẹ dạ gì đó, bỗng dưng lại thích thú cái thân phận là được chỉ huy, được chỉ đạo, cảm thấy ấm cúng trong bàn tay của đảng, được xây chùa, giấy phép của đảng cho, được lên giáo phẩm thượng tọa do đảng đồng ý, chứ không phải là do huynh đệ mình là cung kính. Tất cả những cái chuyện như vậy nó đang xảy ra, nhưng mà chính bản thân họ cũng không có lỗi. Chúng ta không có nên chê trách gì các vị ở trong cái hoàn cảnh bị phải xu thời, bị phải gọi là sung sướng trong thân phận là chim lòng cá chậu đó. Thì thưa quý vị, chúng ta hoàn toàn cung kính, hoàn toàn tôn trọng và hoàn toàn thông cảm, không có chê trách, không có khinh chê, không có xa mặt cách lòng, không có gì hết. Chúng ta ra đi may mắn thoát chết thôi, chứ cũng chẳng phải là tài giỏi gì, cũng chẳng phải là cao cá gì, nhưng mà chúng ta phải nhìn về quê hương mình là như vậy. Cho nên á, nội cái nước Việt Nam của mình mà 100 năm qua các 3-4 thế hệ chư tổ của mình đã cố gắng thuyết phục các nhà cầm quyền trong các mọi thời đại và mọi vùng miền nên chấm dứt chiến tranh, nên giữ gìn hòa bình cho dân tộc khỏi đau khổ, khỏi chết chóc, không kết quả. Phía Bắc thì bom đạn và mưu kế của Bolshevik, của đệ tam quốc tế, của Nga, của Tàu nhiều quá, họ không có làm gì khác hơn được, rụt rịch là bị chiếm, bị chết liền. Miền Nam cũng vậy, cũng là từ đồng lương tới cái viên đạn, tới cái súng cũng là do ở đâu đó gửi tới, và bảo phải lật mặt trận này, bảo phải đánh trận kia, nếu không là cũng mất chức liền, có khi phải bị bắn trong xe thiết giáp nữa, thí dụ.
Thì đó là cái thảm trạng của đất nước Việt Nam mình mà chúng ta không làm chủ được vận mạng mình. Thì bây giờ Phật giáo cũng không làm chủ được vận mạng mình, cũng bị người ta đưa bàn tay vô gây rối, cũng có những sự bất hòa, lúng cúng nội bộ vì những cái mưu kế của chính trị. Cho nên chúng ta phải cố gắng bảo ban với nhau, giữ gìn với nhau để phục vụ, để phụng sự cho cái lý tưởng của Đức Phật, đó là đem lại hòa bình cho nhân loại rất là cao cả. Nhưng mà trước hết hòa bình cho Việt Nam, rồi trước nữa là hòa bình cho cái làng xã, thôn xóm, cộng đồng của nhỏ nhỏ của mình, và trước nữa là hòa bình cho cái khóa tu học này. À, tôi thấy ai cũng hòa bình, ai cũng đẹp, ai cũng tinh tấn, ai cũng hoan hỷ, ai cũng là rạng tỏ một cái sự an lạc trong khóa tu này. Đây là kết quả thực chứng quý vị đã đạt được. Xin đem cái kết quả này chia sẻ cho quê hương, cho cái tiểu bang của quý vị, chùa của quý vị, cộng đồng của quý vị. Và chúng ta sẽ nhân cái hạt giống hòa bình này càng ngày càng rộng ra. Làm sao sang năm như quý vị ban tổ chức mới nói đó, một người dẫn theo 2-3 người nữa, thì chúng ta sẽ có 1,000 học viên cho khóa 16, khóa 6. Dạ, thưa quý vị, tôi nói bông lung nhiều quá, nhưng mà do biết là sẽ là như vậy cho nên không có biết gì cách gì khác hơn là nhờ thầy trên ban văn phòng. Là tôi muốn mấy quý vị mang cái tài liệu này về, quý vị gõ hai cái click con chuột thì cũng có thôi, chứ chẳng phải là mới mẻ khó khăn gì. Nhưng mà thôi, sẵn ở đây tôi tìm sẵn rồi, tôi xin photocopy sẵn một lát nữa tặng cho quý vị mỗi người cũng bán. Đây là đúc kết rút tỉa những lời dạy của Đức Phật trong nhiều kinh điển khác nhau, chủ yếu là kinh Pháp Cú và một số kinh A Hàm và kinh Nikaya, về những lời dạy của Đức Phật nguyên văn ha. Nguyên văn thôi chứ chưa chắc nguyên ngữ, tại vì từ cái nguyên ngữ Đức Phật nói ra cho tới nguyên văn kiết tập 200-300 năm sau đó, và được kiết tập đi kiết tập lại 5-7 lần, 8-9 lần rồi, và đã dịch qua 2-3 lần rồi, thì cũng chưa biết có phải là còn được bao nhiêu phần trăm của nguyên ngữ của Đức Phật đâu. Nhưng mà nguyên ngữ không quan trọng, chúng ta hội thế nhận được cái ý của Đức Phật dạy gì trong cái câu kinh đó mới là quan trọng hơn nguyên ngữ. Có người cãi nhau bỏ 3 năm và viết 1,000 bài để tranh luận một chữ thôi, không biết ích lợi gì, nhưng mà rõ ràng chúng ta không có bỏ công làm chuyện đó. Thì bây giờ tóm tắt lại là tôi tặng cho quý vị cái tài liệu rất nhỏ của Hòa Thượng Minh Châu. Ngài đã soạn thời khoảng thời gian 65-67 gì đó, là những lời dạy của Đức Phật về hòa bình. Đã vì cái chủ đề mà ban tổ chức muốn tôi nói, tôi không có khả năng nói, thì bây giờ tôi kiếm tài liệu gửi cho quý vị về đọc. Tôi chỉ nói những cái điều chia sẻ khi nãy giờ thôi. Thì chúng ta là một cái tập thể tu hành. Đối với chúng ta, giáo hội là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Chúng ta có thể lập lên nhiều giáo hội khác nhau, và chúng ta có thể xóa bỏ những giáo hội này, lập giáo hội khác. Chúng ta có thể sát nhập giáo hội này qua giáo hội kia. Chúng ta có thể ghép lắp nhiều giáo hội lại thành một. Rồi chúng ta có thể làm nhiều cách khác nhau, bởi vì giáo hội là con thuyền. Cái sứ mạng độ sinh, đem lại hòa bình cho xã hội, cho con người mới là trọng điểm. Còn cái giáo hội không phải là cứu cánh. Chúng ta có thể làm nhiều cách khác nhau để có nhiều cái giáo hội khác nhau mà hữu hiệu, đi tới mục tiêu đó là được rồi. Tất nhiên chúng ta cũng không thể quên rằng là cái xương máu công lao khó nhọc của bao nhiêu vị tiền bối đã đi qua. Nhưng mà các ngài cũng đâu có chấp vô đó đâu. Các ngài cũng từng lập ra giáo hội Tân Già Bắc Việt, giáo hội Tân Già Trung Việt, giáo hội Tân Già Nam Việt, rồi các ngài cũng xóa cái giáo hội đó. Các ngài lập thành giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo hội Tân Già Việt Nam, các ngài xóa 3 cái cơ chế nó nhập một, rồi các ngài cũng đã từng lập cái hội nghiên cứu Bắc Kỳ, nghiên cứu hội Bắc nghiên hiệu hội Bắc Kỳ nghiên cứu Phật học, hội Phật hội An Nam Phật học ở miền Trung, hội Phật học Nam Việt ở miền Nam, rồi các ngài cũng xóa 3 cái cơ chế lập thành Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi vài năm sau các ngài lại xóa hết mấy cái đó, ngài lập thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì tôi nghĩ nếu như trong tương lai gần đây mà chúng ta có ai đó mà không biết, có đủ uy tín, bản lãnh, sáng kiến mà xóa cái đó lập cái khác mà hay hơn, tốt hơn, thì cũng đâu có gì là lỗi đâu. Cái chuyện đó đã từng xảy ra nhiều lần rồi. Mặc dù chúng ta, miễn là đừng bỏ cái lý tưởng chung của 20 thế kỷ tổ sư Việt Nam đã đi, đó là cái gì? Dân tộc đạo Pháp. Cái đó là cái tinh túy, cái cốt yếu của con đường hành đạo của mình. Còn cái danh xưng nhất thời, tôi nghĩ cái danh xưng xấu hổ nhất phải mang, theo quan niệm riêng của tôi mà nhất định sẽ bị rất nhiều người chỉ trích, đó là cái danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bởi vì cái đó là do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra, chứ không phải là do Tăng Ni Phật tử đặt ra. Ai có thể biện bác cách nào để phủ nhận cái điều này, xin giơ tay lên. Làm sao để biện bác được điều này? Điều này không thể nào biện bác được. Do vậy cho nên chuyện này cũng không quan trọng, cứ để nó đi, rồi từ từ chuyện gì mà cần thay đổi nó sẽ thay đổi, mà muốn thay đổi nó sẽ được thay đổi. Và chúng ta nghĩ không có thù hận ai, không có tranh chấp với ai, nhưng mà tình huynh đệ, tình đồng đạo phải luôn luôn giữ gìn bền vững.
không nên để biên cương bờ cõi, không nên để giáo hội giáo phái làm chia cách chúng ta. Ngày hôm qua đứng trước cái linh sàng của Hòa Thượng Giác Nhiên tại Big Family Funeral, tôi cũng có nói những cái điều như vậy, mặc dù chỉ được có 7 phút thôi. Các vị có thể mặc cái y khác một chút, các vị có thể tụng cái kinh khác một chút, tổ sư khai tông của quý vị có thể tên khác. Tổ sư khai tông của tôi là Ngài Liễu Quán, tổ sư khai tông của quý vị là Thầy Minh Đăng Quang. Nhưng mà chúng ta đều là tỳ kheo trong tăng đoàn của Đức Thích Ca Mâu Ni, có cái gì đẹp hơn cái đó đâu. Tại sao chúng ta phải gây là khó khăn hay là thấy là nó có ngăn cách, lòng mình ngăn cách là điều sai. Sợ là chúng ta không xứng đáng làm tỳ kheo trong tăng đoàn của Thích Ca Mâu Ni thôi. Sợ là chúng ta phá giới phạm trai, sợ là chúng ta hoang đàng, chúng ta thủ đoạn, chúng ta hại lẫn nhau, chúng ta chỉ trích lẫn nhau, chúng ta xâm hại lẫn nhau, chúng ta gây tổn thương lẫn nhau thôi. Chứ nếu như mà chúng ta cùng một tâm huyết phụng sự giáo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni, cùng hành trì luật tỳ kheo, cùng tu tập và cùng truyền bá chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni, trung thừa, đại thừa, tiểu thừa, tối thượng thừa, bất cứ gì thừa đó, miễn là chánh pháp thôi, thì tông gì, phái gì, hệ gì, giáo hội gì, đâu có thành là vấn đề quan trọng. Ai coi cái đó là quan trọng thì người đó cũng bắt đầu gây tổn hại cho Phật pháp một ít thôi, nhưng mà cũng có. Thì từ từ chúng ta sẽ thấy điều đó nó sẽ được trân trọng. Thì có lẽ là thời gian đã sắp hết, một phút nữa thôi. Xin thưa chư tôn đức là tôi đã không có làm được cái trách nhiệm của mình là nói được cái đề tài này cho đúng sâu thẳm, bởi vì cái đề tài này nó quá vượt hơn cái khả năng của tôi, cho tôi không dám nói qua ai. Bởi vì làm sao nói được là cái những cái giải pháp của đạo Phật nào để đem lại hòa bình cho nhân loại, sao tôi nói nổi trời. Ông Obama cũng nói vô cùng không được, mà có chủ tịch Liên Hợp Quốc hay là tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói cũng không xong. Đức Phật chúng ta cũng làm chưa hết, giờ tôi làm sao một tỳ kheo nhỏ bé gì mà sao mà nói cho hết được, cho nên cho tôi không nói và không có nói trúng gì hết. Nhưng mà 59 phút vừa qua cũng có đôi điều tâm sự chia sẻ đến quý đạo hữu, phải không? Tôi có đưa quý vị giáo lý tứ diệu đế khổ tập diệt đạo gì không? Không, tôi không có nhằm mục đích đi giảng giáo lý, đúng không? Nhưng mà tôi tâm tình quý vị những điều tôi suy nghĩ được. Rất tiếc tôi còn có 1009 cái điều khác muốn nói, nhưng mà mới nói được 2 điều. Chưa có thời giờ nói lại những cái điều khác, ráng chịu. Quý vị nào mà muốn nhận thêm cái gì tin tức hay thảo đổi theo luật gì thì tôi xin email, tôi sẽ gửi tiếp những cái điều tâm sự khác sau. Và xin mong toàn thể quý vị cùng tinh tấn tu hành cho đến giờ chấm dứt của khóa học này, và chúc quý vị thành tựu được đạo quả trong đạo tràng này, và mong gặp lại trong những thời điểm, những thời khóa, những cái cơ hội khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi còn 15 giây nữa. Chúng con xin cảm đội ơn đức của Hòa Thượng Trưởng Lão Hội đồng Giáo Phẩm đã đến chứng minh cho cái buổi tâm sự của chúng con. Nếu có điều gì thất thố, sai lầm, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mô Phật, chúng con xin tri ân Hòa Thượng Viện Trưởng Tu Viện Văn Hạnh đã có pháp thoại sáng hôm nay theo chương trình. Với chủ đề như thế thì Ngài đã nói hết khả năng mình, là giống như Tô Thị Yên, ông nói câu là ta tiếc đời ta sẽ hữu hạn, đành không trải hết được lòng ta. Nhưng mà cái buổi nói như thế đó thì Hòa Thượng đã trình bày được cái quan điểm của riêng mình cho cái đề tài mà chúng ta đã được lắng nghe. Chúng con xin cùng thỉnh Ngài Hòa Thượng Chánh Văn Phòng có đôi lời cùng tất cả học chúng của chúng ta, để thay vì chúng ta nghỉ giải lao thì chúng ta không có thời gian, chúng ta tiếp tục luôn vấn đề Phật Pháp vấn đáp. Chúng con xin cùng thỉnh Hòa Thượng Chánh Văn Phòng. Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay Hòa Thượng Thích Quảng Ba là cái người là đứng ra ngoại giao của Phật giáo hải ngoại, cho nên Hòa Thượng Thích Quảng Ba liên lạc rất nhiều các cơ giới chính quyền để mà nằm trong tinh thần Phật giáo Việt Nam hải ngoại. Và dự trình bày của Hòa Thượng vừa rồi, nhưng hôm nay chúng tôi xin bổ túc thêm một quý Phật tử về kỳ. Hiện nay Phật giáo đang bị cái chụp mũ là Cộng sản, hoặc là làm tay sai cho Cộng sản. Cái điều tôi xin xác định là cái vấn đề này để cho quý vị hiểu. Vấn đề nhiều chuyện chứ không phải là một chuyện. Thứ nhất là vấn đề mà năm 63, thật sự đó là một đổi thừa cho Phật giáo, đó là thầy chùa
ăn bắt bắt thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Vì Phật giáo quý vị nhớ là năm 63 là Phật giáo bị lật đổ rồi, thì Phật giáo không còn hoạt động nữa. Người mà lật đổ ông Diệm là chánh trị, mà người cầm đầu chánh trị là Vũ Văn Mẫu, trong đó có các đảng đại diệt, diệt quốc, đặt tất cả các đảng đảng phái lật đổ ông Diệm, lấy đề tài là cứu nguy Phật giáo. Như vậy cho nên giờ vận động để thành lập lật đổ ông Diệm, đó là chánh trị lợi dụng chiêu bài của Phật giáo để lật đổ ông Diệm, chứ không phải là người Phật giáo lật đổ ông Diệm. Yêu cầu xác định điều đó. Vì năm 63 ông Diệm đó hốt hết tất cả các thầy ở tù hết rồi, tan nát hết rồi, không còn hoạt động nữa. Cho nên bây giờ người ta chụp mũ Phật giáo là làm tay sai cho cộng sản, lật đổ ông Diệm, đó là một sự thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Cái điều thứ hai chúng tôi xin xác định lại, năm Phật Mỹ mà bỏ Đông Dương không phải là của Phật giáo. Tôi xin xác định, người nào ra lệnh Tổng thống Nixon ngưng phong tỏa Bắc Việt cứu sống Hà Nội, người đó đem Cộng sản vô Việt Nam. Mà nếu chúng ta không hiểu được cái đó, mà chúng ta chụp mũ Phật giáo này, Phật giáo đó là nội bộ phá nhau để cho người ta yếu thế mà lấn đầu mình thôi, chứ không phải là Phật giáo. Đó những người đó không biết chính trị. Mà những người không biết chính trị mà đi làm chính trị, đó là đưa Phật giáo, đưa dân tộc vào con đường sụp đổ. Tôi thấy nói dễ. Vì vậy cho nên chúng ta là người Phật tử phải biết cái nào nên đi, biết cái nào nên làm, biết cái nào nên thực hiện được. Vấn đề quá trình của Phật giáo, quý vị nên nhớ như Hòa Thượng đã trình bày đó, Phật giáo chưa có dính máu của loài người. Ông Bay Hai trước kia đây, ông Bay Hai, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông ta nói rằng tất cả tôn giáo đều dính máu của loài người, Phật giáo chưa có dính máu của loài người, cho nên nên yêu cầu bảo vệ Phật giáo, phát huy tinh thần Phật giáo làm điểm tựa để cứu nguy nhân loại. Rồi tức là bắt đầu đầu tư vào Ấn Độ, cả tỷ đô la để mà nâng đỡ cái Lâm Tỳ Ni theo đường lối Phật giáo. Nhưng mà Ấn Độ phủ nhận, không chấp nhận. Rồi ông Bộ Tư pháp, đây cái này nói thì phải có hội Hòa Thượng Quang Ba rành hơn. Rồi Hòa Thượng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ấn Độ đứng ra bảo trợ là nó giết liền tại chỗ. Cuối cùng Ấn Độ, Phật giáo Ấn Độ có phải nói là nhờ cái bàn tay của tức là Tây Tạng, chứ không phải là nhờ bàn tay của Phật giáo Ấn Độ. Như vậy là còn rất nhiều chuyện Phật giáo. Cái tiếp nữa, có nhiều chuyện mà quý vị chưa có rành ở trong vấn đề. Mà chức nhà lãnh đạo tôn giáo không lẽ nói chính trị, Phật giáo ông làm chính trị. Thí dụ bây giờ tất cả các Phật, quý vị mà có đệ tử, có thân nhân mà bị bắt, bị giết, quý vị làm thầy hay làm này kia, quý vị cứ làm lơ được không? Thầy đệ tử mình đàn áp, đệ tử mình kia, mình lên, mình nói, mình can thiệp, thì nói thầy tu còn làm chính trị. Cái khổ nhất của Phật giáo là như vậy. Chính liệt kế tiếp nữa tôi xin nhắc lại, có thể nói rằng Phật giáo không có tội lỗi gì trong vấn đề mất nước hết. Nhưng mà Phật giáo có một đường hướng của Phật giáo. Quý vị nên nhớ rằng người ta Phật tử không có tin đường hướng của Phật giáo, cái tuân theo chính trị, chống Pháp. Người ta chống Pháp để hất mà Pháp ra, chết biết bao nhiêu người sinh mạng không? Cả Bắc Nam anh em thù nhau, chửi lộn nhau, giết nhau, dòng họ chà đạp nhau vì vấn đề ý thức hệ. Trong lúc đó Phật giáo thấy nguy quá, các thầy mới đứng ra vận động vô. Vận động hòa bình. Vì vận động hòa bình cho nên Phật giáo Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ xóa bỏ, cho nên do bắt tay nhau. Cho nên do đó mà vận động thống nhất Phật giáo, xóa bỏ danh từ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Cho nên do đó nhạc sĩ Lê Cơ Phan đã ca ngợi cái tinh thần đó, mới đã có cái bài hát hôm nay mà chúng ta chào cờ. Nhưng mà nhờ cái tinh thần Phật giáo vận động đó, đòi hỏi chính phủ Pháp phải trả lại cái quyền tự trị của Đông Dương. Vì vậy cho nên do đó Pháp đồng ý trả lại, giao cho Bảo Đại tự trị, mà không có tốn giọt máu nào hết. Mà chúng ta còn đổ xô đánh qua tính lại, bây giờ chúng ta thấy tranh mạng hai bên chết biết bao nhiêu không? Còn cuối cùng được cái gì? Một bên thắng là một bên đau khổ,
Như vậy đó là một sự tai họa. Bây giờ chúng ta lật đổ nổi nữa thì chúng ta cũng phải đi vào con đường đó. Nghĩa là bây giờ nếu chúng ta trở về thì bà con chúng ta trong nước mà theo cộng sản thì cũng chặt đầu nát hết hết. Chúng ta muốn cái cảnh tương tàn tương sát đó không? Không. Thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta có một con đường Phật giáo, có con đường đi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng con đường đi này Phật giáo thất bại nhiều chuyện. Mà chính những người thất bại đó là nội bộ phá nhau thành cái con cùng đó. Gần thành công rồi mà cuối cùng hóa giải được mâu thuẫn tội bộ này kia. Nhưng mà cuối cùng rồi chính mình phá hoại mình. Phật giáo phá hoại Phật giáo, thành ra Phật giáo thua trận, thua từ trận này đến trận kia cho đến bây giờ thôi, phải chịu mà thôi. Nhưng mà tôi thấy ra là, nhưng mà Phật giáo vẫn đi trên thành hòa bình, không cần chiến tranh, không cần nào hết, lấy từ bi của Đạo Phật cũng như vận động sáp lật đổ chỗ này thánh nhất đất nước 63, bỏ Bắc Kỳ Trung Kỳ, đâu có chiến tranh đâu. Nhưng mà vẫn thành công, còn nhiều cái sự thành công nữa. Nhưng mà Phật tử không có tin tưởng, đi chạy theo chính trị này, đập đổ chính trị kia, còn bắt chửi mấy ông thầy làm nữa. Như vậy thì đó là không tin tưởng Phật giáo. Nhưng mà con đường Phật giáo cứ âm thầm đi, được bao nhiêu đi, nhiều kết quả được bao nhiêu mà thôi. Tôi xin xác nhận một lần nữa, Phật giáo lật đổ ông Diệm không phải là lật đổ ông Diệm, mà Phật giáo là nặng ông Diệm còn nhiều chuyện. Nhưng mà lật đổ ông Diệm là chính trị lợi dụng, sau đó Phật giáo ngược chính trị lợi dụng đó. Tôi có thể nói là người cầm đầu là vũ dân mẫu, trong đó các đảng quốc dân đảng, đảng đại diệt đều diệt quốc đều nhúng tay vào vấn đề lật đổ đó, cuối cùng loạn dọn đường cho gì, cho ai không, chứ đừng phải là nói ông Diệm. Thứ hai nữa, năm 70-35 có thể nó mất nước, ai ra lệnh tổng thống Nixon ngưng phong tỏa Bắc Việt cứu sống Hà Nội, người đó đem cộng sản vô Việt Nam và Mỹ đành bỏ Đông Dương. Là từ đó xin yêu cầu ai làm chính trị phải hiểu, mà không hiểu xin đừng làm chính trị. Tôi chỉ có bao nhiêu lời mà thôi. Chúng con xin tri ân những lời bổ túc của Hòa Thượng cho cái buổi pháp thoại sáng hôm nay của đại chúng.